Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng rượu tuyển chọn. Video buổi trưa hôm nay thì em Dương sẽ lên nhà mình là quần jean nhé. Lâu lâu em lại sale cho nhà mình tiếp nhé. Hôm nay thì em vẫn tiếp tục sale 129.000 cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em nhé. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về nhé. Do là hàng sale bán tri ân cho nên là bác nào khách mới thì vui lòng đặt cọc giúp em là 50.000 tiền ship nhé. Tránh trường hợp là nhiều bác khách mới đặt hàng xong rồi bom hàng thì cái đơn hàng giá trị nó đã rất là rẻ như này rồi lại bom hàng thì rất là phí cho bác là không tiếc không chốt được ấy. Rồi hôm nay em lên khoảng 60 mã nhà mình nhé. Kiện hàng của Nhật, Lee, Edwin, Aniquilo, Gu, Gap, các thứ rất là nhiều anh em nhé. Mã đầu tiên này, em lên nhà mình một con quần jean màu đen nhé. Con này co giãn này, co giãn cực kỳ tốt luôn nhé. Con này là của Aniquilo này, mới đen đẹp luôn. Size của nó sẽ S nhé, sẽ S. Cạp của nó là sẽ co giãn nha anh em nhé. Đấy, con này thì mới 95%, mới tinh anh em ạ. Nó sẽ là kiểu quần co giãn, quần co giãn. Mã F1 nhé, eo 74, dài 101. Ống là 15-74 nhưng mà con này nó sẽ co giãn kéo được tầm khoảng độ 3-4 phân nữa nhé. Thế cho nên là con này thì em tầm eo tầm khoảng độ đẹp nhất khoảng dưới 77 cho em. 74-77 mặc được nhé. Có cả dây rút này, có cả dây rút cho em nhé. Phúc dập hiệu Ani luôn này. Mà M1 nhé, eo 74-77, dài 101, ống là 15. Đây, mới đẹp M1. Tiếp theo này, em lên con quần jean màu đen nhé. Màu đen này, con này của Gu ạ, hàng của Gu, size 34, sản xuất Indo nhé, sản xuất Indo, đây, sản xuất Indo này, đấy, độ mới tầm trên 90, quần jean màu đen, đấy, con này là nó sẽ hơi co giãn nhẹ nhé, mã F2 ạ, eo từ 84-86, dài 105, ống là 16 nhé, quần co giãn nhẹ, hàng của Gu, đấy, xịn đét luôn, đây. Mã tiếp theo này, em lên con quần jean quần này mềm lắm, con này mềm. Nó không dày quá đâu. Con này của Bob Sun này. Tác của nó tác giấy này. Size con này ghi là size 32. Size 32, hàng nội địa Nhật nhá. Mã F3, eo từ 80-82, dài 88, ống là 20 này, quần rất đẹp luôn anh em ạ. Quần rất đẹp luôn, 129.000 bao ship. Này. Lai nó sẽ hơi xước một tẹo nhá. Nhưng ra cái này thì quần jean thì nó không ảnh hưởng ấy. Mã tiếp theo này, em lên một con này quần kaki. Uầy, con này màu đẹp thế. Con này mới 95% nhá. Con này của Black Number này. Sồi, quần quá đẹp luôn. Black Number, size đây ghi là size S này. Con này vải mềm lắm. Này, hàng Mechina, hàng xuất Nhật nhá. Con này là mã F4 ạ. Eo từ 78-80, dài 117, ống là 20 nhé. Ống là 20. Đây. Đây, mới không anh em? Đấy, anh em nhìn trên video thấy quần nó mới không? Ôi, mới sạch chứ. Mới sạch đẹp luôn, màu đẹp. Mã F4 nhé, eo từ 78-80, dài 117, ống là 20. Mã tiếp theo này, em lên con quần kaki tiếp này. Con này của Aniquilo này, màu đẹp này anh em này. Aniquilo nhé. Mới tinh. Mà F5 nhé, eo từ 72-74, dài 100, ống là 20, ống là 20 cho em nhé. Rồi, cúc dập hiệu này, cúc dập hiệu cho em nhé, Aniquilo này. Ấy, mới đét luôn. Này. Mà F5 nhé, eo từ 72-74, dài 100, ống là 20, ống 20, mới tinh. Mã tiếp theo này, em lên một con quần jean màu trắng nhé, quần jean màu trắng này. Con này là của Top Value nhé. Tôi có lưu hàng nội địa Nhật ạ. Đây, cái quần trắng như này là anh em phải về giặt lại cho em nhé. Là nó sẽ thành trắng tinh luôn. Quần trắng giặt nó dễ. Con này nó sẽ không được trắng tinh đâu. Đấy, nhưng 129.000 con này là anh em về giặt nó lại như mới. Quần jean nhá, dày dặn lắm. Mà F6 nhá, eo từ 78-80, dài 108, ống là 20 ạ. Ống là 20 cho em nhé. Đấy, lai jean luôn, ngon lành luôn. Mã tiếp theo nhé, em lên nhà mình một con này quần jean này, quần jean màu nó như quần kaki luôn này, đấy, rất đẹp luôn nhé. Ở bên ngoài thì nó thực tế là màu nó sẽ nhạt hơn như này nhé, màu sẽ nhạt hơn như này.
Đấy, con này là của Jotbun này. Jotbun nhé, quần jean size 2L. Em Nhật ấy. Ui, con này quần xịn lắm. Mã F7 nhé. F7 ạ, eo từ 92 đến 94, dài 111. Ống là 19 á. Ống là 19 cho em nhé. Đấy. Mã F7 ạ. Tiếp theo này, em lên một con quần màu màu xám xi măng này. Có co giãn nhẹ nhé. Con này thì có làm rách xước này, đây này. Nó làm rách xước một số chỗ này. Đấy. Đằng trước thế này. Đấy, màu rất đẹp luôn này. Có co giãn nhé, con này có co giãn tốt này, mềm lắm. Size trên quần thì ghi là size XL. Cúc dập hiệu này, ngồi tem tiếc này, hàng nội địa Nhật nhé. Tem tiếc mới đét. Mã F8 này, eo từ 90 đến 92. Dài 101, ống là 16 nhé. Mã F8, eo từ 90 đến 92. Đấy, dài 101, ống là 16. Tiếp theo này, em lên một con quần jean màu đen nhé. Con này của Aniquilo này. Aniquilo cho em này. Đây. Mã F9 nhé, eo từ 90 đến 92, dài 94, ống là 20, tem đen. Dòng tem đen của Aniquilo nhé. Đây. Quần đây, con này là hơi bạc tí thôi. Đấy. Mã F9 nhé, eo từ 90 đến 92, dài 94, ống là 20. Đây, ống là 20. Tiếp theo nhé, em lên một con quần quần jean mỏng này. Con này quần jean mỏng, con này của Aniquilo này. Aniquilo size đây ghi size M, size M nhé. Đấy, con này mỏng lắm, con này mỏng này. Mềm lắm, hơi co giãn, rất mỏng luôn anh em ạ. Đấy, con này anh em mặc 4 mùa cho em. Đây. Con này là mã F10 nhé. Eo từ 94 đến 96, dài 106, ống là 20. Ống là 20 cho em nhé. Con này quần rất mỏng đấy. Tiếp theo này, em lên một con quần con này quần kiểu quần dưới chất này, con này nó kiểu chất vải dày dặn ấy. Đấy, kiểu chất vải dày dặn mặc nó theo thoải mái ấy. Con này là của Aniquilo, size đây ghi size L nhá, nó có giãn tốt lắm. Có dây rút này. Đấy, có dây rút đây anh em nhé. Con này cái đoạn trên này em thấy nó hơi đây này, đoạn trên này em thấy nó hơi bạc bạc đây này. Đấy. Mã F11 nhá, eo từ 90 đến 92, dài 104, ống là 16 nhá. Con này thì thực ra anh em tầm size L mặc xong rồi mặc kiểu buộc dây vào ấy. Đấy, mặc rất là hay. Mã F11 nhá, eo từ 90 đến 92, dài 104, ống là 16. Tức là con này nếu mà anh em kể cả tầm eo tầm 85 đến 90 mặc được hết. Nó có dây rút ấy, mà quần nó quần chất vải dày, mặc rất thoải mái. Tiếp theo này, em lên con quần con này của Elder Brower này. Tác giả này, cực kìa xịn luôn nhá. Màu của nó trên thực tế nó sẽ xanh hơn một tí tí. Nó hơi kiểu màu bạc ánh xanh ấy. Đấy. Elder Brower. Một cái chỗ đầu nó hơi bẩn tí nhá anh em nhá. Đấy, hơi bẩn tí này. Đấy. Mà F12 nhá, eo từ 98 đến 100, dài 106, ống là 25 nhá. Ống là 25. Elder Brower. Đây là thêu này. Đây thêu cho em nhá. Đây có một cái tem này. Ui. Quần xịn lắm anh em ạ. Đây, trong này có một cái tem nữa, size này size 38, size to. Size 38, size to, hàng Nhật nhé. Tiếp theo này, em lên một con quần jean của Aniquilo này. Con này cũng hơi co giãn này. Mã F13 nhé, eo từ 74 đến 76, dài 101, ống là 24. Con này kiểu quần baggy ấy. Quần baggy, con này kiểu quần nữ. Con này giống quần nữ hơn. Đây, Aniquilo, size 26, 26 cho em nhé. Mới tinh ạ, con này mới tinh luôn. Đây, quần light jean luôn này. Đấy, nó là quần kiểu quần baggy của nữ. Tiếp theo này, em lên một con này của Lee nhé. Lee này, đây, Lee nó toàn làm cả một cái miếng da như này. Đấy. Đây, tem đây. Con này hàng nội địa Nhật nhé. Tem này, của Lee. Đây, bên trong cái tem này. Đấy, con này size tương đối là bé. Mã F14 nhé, eo từ 74 đến 76, dài 102. Ống là 21 ạ. Ống là 21 anh em nhé. Đây. Này nó hơi xước một tí. Tiếp theo này, em lên một con quần màu trơn này, con này mỏng này, đây quần jean mỏng, cạp này của nó là kiểu cạp nó chun, nó hơi co giãn ra được nhá. Đấy, đằng sau nó có chun thôi, đằng trước thì nó sẽ là jean như này. Đấy. Con này của Fico này, dòng quần gốp này. Đây, Fico nhá. Ui, con này quần túi hộp ạ. Ui, con này ngầu thế. Đây nha, nó có túi hộp bên này này anh em này. Đây. Bên này có túi hộp này. Ui.
đằng sau nhé, đằng sau là có cả cái đai cài này, đai cài này, túi này, ui này quá xịn luôn. Mã F15 nhá, L78 nhá, dài 93, ống là 17, L78, nhưng mà con này thì nó sẽ giãn ra được tầm khoảng độ chục phân nữa nhá. Đấy, cho nên là con này thì anh em là tầm dưới 85 cho em mặc được. F15 rồi, quá ngon luôn, không còn lai gì nữa. F15 nhá, eo dưới 85, 78 đến 85, dài 93, ống là 17. Tiếp theo này, đây nhà mình một con này của Edwin này. Uầy, con này Edwin này, con này ở giữa nó còn có cái đai để ngăn kiểu không bị tuột quần cái sơ vin ấy. Size con này size 34, mới lắm, con này mới lắm. Đằng sau nó là hơi rách xước một tí này, đằng sau hơi rách xước một tí nhá. Cái tem con này thì ra nó, đây, nó hơi một tí ti, nó vẫn còn ngon, đây này, hơi nứt tí cái tem thôi. Đây, còn quần thì chất cực kỳ luôn. Đây, quần quá ngầu luôn, Edwin. Mã F16 nhá, eo từ 90 đến 92, dài 103, ống là 21 nhá. Ống là 21 ạ. Đây, chắc chắn rồi, cúc dập hiệu, rất xịn luôn. Đây, tem mới đét, tay 34 nhá. Mã tiếp theo này, em lên một con này của Way này, con này mềm lắm. Con này mềm lắm, co giãn này. Con này quần là một con quần kaki mềm. Ngoài xịn lắm. Màu xanh than nhá. Hàng nội địa của Nhật này. Đây nó có một cái tem giả ở đây này. Có chữ Way dập này. Đấy. Đây, màu xanh than nhá, co giãn này. Mềm cực kỳ luôn. Mã F17 nhá. Eo từ 80 đến 82, dài 103, ống là 15. Ống là 15 cho em nhá. Mã F17. Mã tiếp theo này, em lên một con quần jean của Edwin này. Có con này màu đẹp này anh em này. Có cái là cái tag này của nó ra nó hơi bong nhẹ nhá. Đây này, nó hơi bong một tí thôi. Còn chất quần mới lắm anh em ạ. Đây, màu rất đẹp luôn này. Anh em nhìn ở trên video có thể nó sẽ kiểu hơi ánh sáng nó vào nó, cái con màu đen nó sẽ bị bạc đi ấy. Còn thực tế quần mới lắm. Size 32 nhá. Edwin này. Con này mà F18 nhá, eo từ 82 đến 84, dài 96, ống là 20, size đẹp luôn anh em ạ. Đây này, quần nó mới đẹp đẹp luôn. F18 nhá. Mã tiếp theo này, em lên con Edwin tiếp nhá. Con này size to thế. Edwin này. Này, chất vải dày dặn. Chắc chắn. F19 nhá, eo từ 98 đến 100, dài 106, ống là 24 ạ. Ống là 24 cho em nhé. Mã F19 Edwin. Tiếp theo này, em lên con này quần kaki của Fico. Kaki, con này quần kaki mềm nhá, dòng kaki túi hộp. Đây, dòng kaki túi hộp nhá. Đấy. Rất xịn luôn. Size 3L. Đây, size con này là size 3L. Đây, tem Nhật này. Đằng sau đây anh em nhá, đằng sau một túi hộp này. Đấy. Còn hai túi hai bên. Con này rất nhiều túi luôn. Mềm lắm, con này kaki mềm cực kỳ luôn, có giãn nhẹ nhá. Mã F20, eo từ 90 đến 92, dài 114. Ống là 21 ạ. Ống là 21 nhá. Đây, mã F20. Con này thì là nó sẽ hơi bị chỗ này này. Chỗ này nó hơi xước một tẹo đây anh em nhá. Đây này. Đấy, chỗ này nó sẽ hơi xước một tẹo. F20, eo từ 90 đến 92, dài 114, ống 21. Mã tiếp theo này, em lên một con quần jean này, cạp của nó sẽ hơi co giãn nhẹ này, có dây rút này. Đấy, con này mềm cực kỳ luôn nhá, con này rất mềm luôn, chất jean mềm. Hàng của Aniquilo ạ. Aniquilo, size XL. Đấy, con này là anh em có thể buộc thắt vào được này, nó có dây rút mà. Mã F21 nhá, eo từ 92 đến 94, dài 105, ống là 22. Nó buộc vào, nó ra là con này cả anh em eo từ tầm khoảng, cứ tầm 88 đến 92 thì em mặc ok nhá. 8892 mặc được hết. Có này chất nó mềm lắm, chất mềm mặc kiểu mặc thoải mái ấy. Em vận động nhiều ấy, mặc con quần như này rất thoải mái luôn. F21, eo từ 92 đến 94, dài 105, ống là 22. Mã tiếp theo này, đây nhà mình một con quần màu con này là con quần jean màu khói, chỉ xanh là cây. Đấy, cái chỗ này là anh em có thể có cái đai này này. Đấy. Một cái tag da ở đây. Cúc này. Như cúp Levi 501 luôn, đẳng cấp luôn. Con này size bé lắm. F22 nhá, eo từ 64 đến 66, dài 102. Ống là 20. Con này quần nữ rồi, bé tí. Eo bé tí anh em ạ.
eo bé tí, mã F22 nhé. À, mã tiếp theo này, em lên một con quần, con này quần của Gu này, Cyber. Đấy, quần của Gu, con này cũng kiểu quần như kiểu quần quần nữ ấy, baggy quần nữ ấy. À, mã F23 nhé, eo từ 72 đến 74, dài 102, ống là 19 ạ, ống 19 cho em nhé. À, mã F23. À, mã tiếp theo này, em lên nhà mình một con quần của Wrangler này, Wrangler nhé, đây có một cái tag này, con này kiểu hơi rách xước một tí nhé, đây quần cực kỳ chắc chắn luôn, hiệu lớn Wrangler, Lee Edwards nó làm quần nó chắc chắn lắm. Ở mã F24 nhé, eo từ 90 đến 92, dài 98, ống 20, Wrangler, rồi size 30, size L, quần này con này của Hàn. F24 nhé, eo từ 90 đến 92, dài 98, ống 20, đây quần rất đẹp luôn. Ở mã F24. Ở mã tiếp theo này, lên con này quần của hiệu H&M. Con này của H&M. Đây, H&M nhé. Size 30 x 32, made in Bangladesh. Đây. Quần thì nó dáng cơ bản và nó sẽ hơi gọi là rách xước một tí ấy. Đây. Đây này, chỗ này nó hơi làm rách xước một tí này. Đây này, chỗ này này. Với ở dưới. Ở mã F25 nhé, eo từ 82 đến 84, dài 108, ống là 19 cho em ạ, ống 19 nhé, đây này, nó hơi làm rách xước một tí, đấy. Mã F25 nhé, eo từ 82 đến 84, dài 108, ống 19 á. Tiếp theo này, em lên một con này quần kaki mỏng, co giãn, rất mềm, con này của Hanes, hiệu của Mỹ, hàng của Nhật, hàng sản xuất tại Nhật. Hanes kaki mỏng. Đây. Ngoài size to lắm. Ở mã F26 nhé, eo từ 104 đến 106, dài 97, ống là 25, ống 25. Đấy, con này nó kiểu ống suông thôi, ống suông. Ở mã tiếp theo này, em lên con quần Aniquilo này, con này màu đen khói. Đấy, nó kiểu bụi bụi ấy. Nó co giãn nhẹ này, quần rất dày dặn luôn anh em ạ, rất dày dặn luôn nhá. Đây. Rất dày dặn luôn, mới đét, kiểu quần nó sẽ hơi bụi bụi tí thôi. Còn anh em nhìn này, quần cái thứ này không bạc tí nào. Đây, tem đen của Aniquilo nhé, con này dày dặn lắm. Mã F27 ạ, eo từ 84 đến 86, dài 101, ống là 17, F27. Mã F27 cho em nhé. Mã tiếp theo này, em lên con này của Hút đây này, màu đen trơn, màu xanh trơn, hàng made in Japan. Đây, của made in Japan này này, đấy, mới tinh luôn ạ, mới tinh luôn cho em. Mã F28 nhé, eo từ 74 đến 76, dài 105, ống là 19 ạ, ống 19 cho em nhé. Mã F28. Tiếp theo này, em lên con quần của Wrangler này, con này một con quần Wrangler của nữ, wow, con này cực vip luôn. Rồi, tác da trắng này, Wrangler này, xịn đét luôn này, Wrangler nhé. Đây là có thêm một cái ngôi sao này, X-Gun ở đây này. Bên trong nó cũng có tem này. Ui, con này Wrangler size S của nữ này, quá xịn luôn. Mã F29 nhé, eo từ 76 đến 78, dài 95, ống là 16, ống 16-17 đấy. Đây, mới tinh, Wrangler của nữ, xịn đét. Dáng nó kiểu cơ bản, dễ mặc ấy. Đây này, tem đây, tem trắng Wrangler theo, rất xịn luôn. F29 nhé. F30 này, em bên nhà anh em một con quần jean màu này, wow, con này xịn lắm, màu nâu nhé, màu nâu này, cực đẹp luôn ạ, jean màu. Mã F30 nhé, eo từ 80 đến 82, dài 101, ống là 15, ngoài độ mới cao này. Đấy. Con này thì nó sẽ không có giãn nhé, rất dày dặn, không có giãn. Con này của The Shop TK này, hiệu Nhật nhé, size L. Đây, Mỹ Cambodia, xuất sang Nhật ạ. Ôi ôi, con này đẹp quá. F30 nhé, eo từ 80 đến 82, dài 101, ống là 15 ạ. Mã tiếp theo này, nên nhà mình một con này của DD này. Ui, cái hiệu này nó là một cái miếng da lộn rất là to này. Ui, xịn đét luôn anh em ạ. Đây, W30, L30 này. Ui, tem nó làm đẹp lắm anh em ạ. Rất xịn luôn ạ. Đây nha, chỗ này là có một cái tem ẩn đây này,
đây này, mới tem đây này. Đấy, quần nó làm xịn thật đấy. À, mã F31 nhá. Eo từ 74 đến 76, dài 106, ống là 23. Ống 23 cho em nhé. Ống 23. Uầy, cúc nó cúc kiểu đây này, cúc nào dập hiệu nhá. Giống Levi 501 này. Đây, thương hiệu của Mỹ này, USA này. Uầy, con này quá đỉnh luôn. Em đo lại, em là nó là eo bao nhiêu. Con này nó là eo, ôi con này nó tầm được 7, nó được 78 đến 80 nhá. Khoai nó được 78 đến 80 đấy. Eo 78 đến 80, dài 106 đấy. Ống là 23 nhá. Rồi, dài zin, xịn đét luôn. F31. Ờ, mã tiếp theo này, em lên một con ô này quần nữ rồi, bé tí. Hiệu nó ghi hiệu con này hàng của Mỹ. Cái hiệu này nó chữ nó lòng ngoằng quá em không đọc được. Quần nữ nhá. Mã F32, eo từ 66 đến 68, dài 104, ống là 26, quần đống loe của nữ. Chị em mà bảo đi tìm con này này, nhiều khi mà size này mà tìm con này là khó lắm đấy này. Đấy, này con dòng quần đống loe này, rất hiếm luôn nhá. F232. À, tiếp theo này, con quần là jean màu đen, con này của Gu này. Size S, quần của Gu, size S. Dày dặn cực kỳ luôn. Ờ, mã F33 nhá, eo từ 72 đến 74, dài 94. Ống là 20. Ống là 20. Ờ, mã F33 nhá, F33. Đây, mới đét luôn này, con này như quần mới luôn. Ờ, tiếp theo này, em lên một con quần màu xanh than nhá. Con này màu xanh than. Con này nó hơi bạc rồi nhá, con này hơi bạc rồi. Con này hàng của Gu này, size 33. Gu. Con này hơi bạc rồi anh em nhé. Đấy. À, mã F34 nhá, eo từ 88 đến 90, dài 107. Ống là 18, ống là 18. Đây, mã F34. À, tiếp theo này, lên con quần con này rất mềm này, rất mềm, rất mỏng. Hàng nội địa của Nhật này. Quần mềm mỏng nhá, dáng thì nó kiểu dáng cơ bản, dễ mặc. Đó. Ờ, mã F35 nhá, eo từ 80 đến 82, dài 94. Ống là 20. Ống là 20 cho em nhá. Ờ, mã F35. Ờ, tiếp theo này, lên một con quần jean mà con này của Gu tiếp này. Size 28. Made in Indonesia, hàng xuất Nhật này. Đây Gu với Uni nó làm cũng kiểu dáng thực sự là rất là cơ bản ấy. Nó dễ mặc và những cái kiểu cơ bản này thì nó không bao giờ nó bị lỗi mốt. Mã F36 nhá, eo từ 74 đến 76, dài 111. Ống là 22 ạ. Ống 22. Đây, lai jean này, mới đét luôn. Đây. À, mã tiếp theo này, lên một con này mỏng này, con này mỏng lắm. Mỏng mềm, face xui. Ờ, nó có một cái tem dưới này nó bị mờ mất rồi. Con này cũng kiểu cơ bản cho anh em này, dễ mặc. Ờ, co giãn nhẹ nhá. Đây, hơi mài tí này. Đây. Con này mỏng mềm nhá. Mã F37, eo từ 78 đến 80, dài 102. Ống là 15 xem. Quần có co giãn nhẹ nhá. Quần có co giãn nhẹ, lai jean. À, mã tiếp theo này, em lên một con quần rất là dày dặn luôn ạ. Con này là cũng của H&M này. Đây. Đây, denim này, nên nó một cái thương hiệu con của H&M. Đây. Đây, tem H&M đây. Đây, hai đàn em đây anh em nhé. Đấy. Dày dặn lắm. Con này rất dày dặn, chắc chắn cực kỳ luôn. Mã F38 nhá, eo từ 102 đến 104, dài 117. Ống là 20. Ống là 20. Đây. Mã F38 nhá, F38. F38 cho em. Eo từ 102 đến 104. À, mã tiếp theo này, em lên con quần màu khói nhá. Màu khói này, con này quần rất ngầu luôn cho anh em này. Đấy, càng xuống dưới nó càng ngạt dần. Đấy. Rất ngầu luôn anh em ạ. Độc luôn, độc lạ luôn. Đây. Size đây là size 28. 28 hàng nội địa Nhật nhá. Đây có một cái tem lụa nhá. Tem lụa đằng sau, tác lụa đằng sau nhá. Mã F29. À đây. F39 á, F39 nhá, eo từ 86 đến 88. Dài 110, ống là 18 cho em nhá. Ống 18. Đây, nó làm con đĩa chéo chéo này. Đây. Đấy, quần rất là ngầu luôn. Túi nó cũng hơi chéo chéo. F39 nhá, eo từ 86 đến 88, dài 110. Ống là 18. Đây, rất vừa vặn cho em nhé.
Mã tiếp theo này, em lên con quần là con này màu khói này, con này của Aniquilo. Aniquilo mềm lắm, con này mềm, dày dặn mềm, có co giãn nhé. Đây, tem đen của Aniquilo. Mã F40 ạ, eo từ 74 đến 76, dài 105, ống là 15, có co giãn nhẹ nhé. Rất dày dặn luôn anh em ạ, con này dày lắm. F40 nhé, màu khói, quần kiểu bụi bụi ạ. Tiếp theo này, em lên một con màu đen khói tiếp này, con này của CK này. Nói chung là CK thì bao giờ nó cũng làm kiểu rất bụi. CK Jean, 129 luôn ạ. Size 36, made in, sản xuất tại Mỹ ạ. Made in USA. Đấy, một con quần vải củ, một con quần đấy. Đây, CK nhá. Con này dáng suông em nhá, con này dáng suông này. Màu nó sẽ kiểu bụi 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 ấy. Mà F40, F41 nhá, F41. Eo từ 92 đến 94, dài 104, ống là 24 ạ. Ống là 24 cho em nhé. Ống là 24, đây, nó sẽ làm hơi rách xước. Đủ quần bụi bụi ấy. F41 nhé. Mã tiếp theo này, lên một con quần jean màu trắng này. Ô, con này ngắn lắm anh em ạ. Con này anh em mặc làm kiểu quần kiểu lửng lửng ấy. Đấy, anh em mặc con này kiểu quần lửng lửng cho em nhé. Quần jean màu trắng. Hàng của Gu, con này nó kiểu quần lửng đấy, chứ nó không phải quần dài đâu. Mình mang là đét nhé. Size S. Mã F42 nhé, eo từ 80 đến 82, dài 83, ống là 19 nhé. Đây này anh em mặc kiểu lửng lửng cho em. Đấy, quần của Gu, hiệu lớn luôn đây này. Đây này, like đấy, con làm đây này, cái đoạn này này. Đấy, nó là kiểu quần nó quần lửng đấy anh em nhé, không phải quần dài đâu, F42. Mã tiếp theo này, em lên con quần màu ghi xám này, Clean Plus, Homme. Ôi dồi ôi. Hiệu này em không nhầm, nó rất là xịn này. Con này quần kaki. Màu nó sẽ là kiểu màu xám đấy, đẹp lắm anh em ạ. Bình thường nó sẽ không có ánh tím như này đâu nhá. Nó sẽ màu kiểu xám lông chuột đấy. Nó là đúng màu xám lông chuột đấy nhá, chứ nó không phải màu này đâu. Anh em xem trên video có thể là màu nó hơi ánh đèn nó vào, nhiều khi những cái màu mà nó sẽ bị khác một tí là em sẽ báo nhà mình nhá. Con này mà F43 này, eo từ 78 đến 80 này, dài 97, ống 19 này. Rồi, con này đẹp lắm anh em ạ. Mới như quần mới luôn ạ. Chúc mừng bác nào chốt được con này nhá. Đây. F43 nhá. Eo từ 78 đến 80, dài 97, ống là 19. Tiếp theo này. Con này mấy kiểu mà con này là màu là đúng như video này này. Đấy. Con này là màu trên video như nào, màu thực tế đúng như này này. Con này là quần là một con quần jean. Made in Việt Nam, hàng xuất Nhật, hiệu Nhật. Mã F44 nhé, eo từ 74 đến 76, dài 100, ống là 23. Ống 23. Rồi em đo lại con này. Những con nào mà nó sai em kiểm tra lại. Nhiều khi nhân viên nhà em nó đo nó sẽ hơi có cái sai số một chút. Con này là eo từ 78 đến 80 nhé, dài 100, ống 23, F44. F44 nhé, eo từ 78 đến 80, dài 100, ống là 23, F44. Mã tiếp theo này, em lên con quần jean trơn này, màu trơn luôn. Con này là Kuti. Đây. Tem Nhật nhé, tem Nhật, size bé lắm. Con này size 2S cơ, bé tí. Mã F45 nhé, eo từ 64 đến 66, dài 99, ống là 21. Con này quần kiểu quần baggy của nữ nhé. Quần baggy nữ anh em ạ. Mới tinh, như một cái quần mới luôn. Như quần mới luôn. Mã tiếp theo này. Em lên một con quần của Lee này. Hàng của Lee. Con này để em đo lại. Em đo lại. Lee. Eo từ 70 đến 72. Dài 113, ống là 22 nhá. Quần của Lee. Cái chỗ đoạn này nó hơi bị... Này em phải về khâu lại cho em cái chỗ này nhá. Đây này. Nó bị rách ra một tí. Tác ra xịn đét luôn, cả biếng da to. Hàng của Lee. Mã F46 nhá, eo từ 70 72, dài 113, ống là 22. Ống 22 nhá. Mã tiếp theo này, đây là con quần này mỏng này. Con này quần jean mỏng nhá. Đấy. Trong kiện Nhật rất ít những con rách xương như này nhá. American Holic này. Đấy, mấy anh Mỹ hay mặc kiểu rách xước này, size M nhá. Con này nó dày dặn lắm,
dày dặn cực kỳ luôn, mà quần rất mềm nhá, cảm giác nó quần rất dày dặn mà nó mềm đây này. Đấy, cho bác nào thích mặc kiểu rách xước này. Nhiều khi là muốn đi tìm cái quần rách này là khó lắm đấy anh em nhá. F47 này, eo từ 74 đến 76, dài 99, ống là 15. Ống 15 nhá, lai jean này, con này quần không có giãn đâu. Tiếp theo này, hôm nay nhà mình một con quần kaki nhá, màu xanh than, con này hơi bạc rồi. Con này của Len En này. Sản xuất tại Malaysia, size 31. Quần kaki nhá, con này bị bạc rồi anh em ạ. F48 nhá, eo từ 80 đến 82, dài 98, ống là 19. À, con này size đẹp, size đẹp. À, anh em mặc kiểu mình mặc đi cái công việc nó cần thiết thì mình có thể mặc, còn những bụi bặm như này cháu đỡ tiếc. Tiếp theo này, em lên một con quần con này dày lắm, Aniquilo, quần jean màu đen, size 22 ạ. Con này con quần nó bé đấy nhỉ. Mã F49 nhá, eo từ 68 đến 70, dài 95, ống là 20. Ống là 22 nhá, quần kiểu quần baggy của nữ. Quần baggy nữ nhá. Này, quần baggy ạ. F49. Mã tiếp theo này, em lên một con quần màu ghi xám. Con này hàng của Oriented, hàng nội địa Nhật nhá, tem Nhật này. Màu đẹp lắm. Quần jean mỏng nhá, mã F50. Eo từ 92 đến 94, dài 95, ống là 24. Ống là 24 nhá. Màu đẹp anh em ạ. Màu đẹp, độc luôn. F50. Mã tiếp theo này, em lên một con quần con này của Black Lumber này, một con quần jean. Con này mới đét. Đây, tác giấy nhá. Con này mới đét. Màu nó kiểu đen đen bụi bụi tí ấy. Mới lắm em, con này mới. Black Lumber. Mã F51 nhá, eo từ 76 đến 78, dài 101, ống là 17. Ống 17 cho em nhá. Có cái chỗ này nó hơi bị bẩn một tí thôi. Cái này anh em này. Đấy, anh em phải giặt cho em nhá. Black Lumber. Đây, tem Nhật này, size M nhá. Cúc dập hiệu này. Đấy. Mã tiếp theo này, đây một con này quần jean của Aniquilo này. Size 25. Đây. Con này là màu nó kiểu màu kem kem ấy nhá. Con này về anh em phải giặt qua cho em. Đây. Mã F52 nhá. Eo từ 72 đến 74, dài 110, ống 22 nhá. Con này cũng kiểu quần bạch ghi ấy. Bạch ghi ấy. Đây, dày dặn lắm. F52. Tiếp theo này, em lên một con quần vải ạ. Đã đâu con quần Âu đây. Quần Âu nhá, Capital Joy. Đây. Làm đẹp lắm. Mà cái thứ đây nó có cả cái ngăn giữ áo ấy, không cho bị sơ vin không bị bung. Màu đẹp luôn anh em ạ. Đấy, màu đúng như video luôn. Rất đẹp. Mới tinh. Hơn 100.000 này, 129 bao ship này. F53 nhá, eo từ 76 đến 78, dài 100, ống là 20. Mới tinh ạ. F53. Mã tiếp theo này, em lên một con quần jean mềm, dày dặn của Edwin. Rất mềm luôn. Đây, Edwin này. Mã F54 nhá, eo từ 94 đến 96, dài 105. Ống là 23. Ống 23. Mã F54. Mã tiếp theo này, em lên một con quần jean màu trơn này, con này của Gu này, size XL. Made in Cambodia, hàng xuất Nhật này. Màu đẹp luôn này, màu đẹp, size đẹp. Rồi, quần quá mới luôn ạ. F55 nhá. Eo con này á, 76 á, em đo lại. Con này phải 78 80. Size XL. Con này được con này eo từ 78 nhá, 78 đến 80. Dài 97, ống là 20, F55. F55, eo 78 80. Dài 97, ống 20 nhá, F55. Tiếp theo là em lên cho mình một con Wrangler. Lady, con này quần nữ. Tác giấy này, con này quần nữ. Mã F56 nhá, eo từ 66 đến 68. Dài 99, ống là 21. Ống 21 cho em nhá. Wrangler, ui, cái tem nó làm trông rất là quý bà luôn. Đây, rồi. Quá ngầu luôn, Wrangler nhá, hiệu VIP Mỹ. Tiếp theo là em lên nhà mình một con quần màu khói này. Màu khói con này mềm lắm, mềm có giãn cực tốt nhá. Màu khói xong nó làm kiểu rách rách một tí này. Aniquilo này, bên trong có lớp giữ nhiệt. Con này quần công nghệ giữ nhiệt của Aniquilo này, màu khói.
cho anh em mặc mùa đông. Mã F57 nhé. Eo từ 82 đến 84, dài 111, ống là 16. Ống 16 này, con này mềm lắm anh em ạ, mặc mùa đông này. Được thích luôn ạ. Dày dặn, mềm, mặc rất thoải mái. Mã tiếp theo này. Em đây một con bộ này tác ra này, bộ này xịn lắm anh em ạ. Xịn lắm. Cúc này. Với hàng cúc giống Levi 501 này. Con này chắc chắn lắm. Đây, mùa này bị cắt mất rồi, để đâu. Con này là mã F58 nhé. Eo từ 64 đến 66, dài 106, ống 22. Con này quần baggy nữ rồi. Con làm xịn lắm anh em ạ. F58. Mã tiếp theo này. Con này một con quần màu khói tiếp này. Hanes hiệu Mỹ tiếp này. Đây. Tem Nhật nhé. Con này mã F59 này. Eo từ 82 đến 84, dài 111, ống là 21 ạ. Ống 21 nhé. Đây, quần rất đẹp luôn ạ. F59 đây. F59 này, màu khói đẹp. Mà mã cuối cùng nhé, hôm nay em lên được 60 mã thôi ạ. 60 mã, hàng của Edwin, Made in Japan. Đây, cả mình da to luôn này, da thật luôn. Đây, quần màu khói này, size rất là to, quần dày dặn lắm. Mã F60 nhé. Eo từ 90 đến 92, dài 117, ống là 23. Ống 23 cho em nhé. Edwin, dày dặn, mới tinh. Size 33 x 33. Đấy. Rồi ok. Vậy là em Dương đã lên hết 60 mã quần jean trong video ngày hôm nay nhé. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chịu quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi tối lúc 20 giờ tối hàng ngày nhé. Bye bye.